Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi, lập tức người đã lãnh 5 yến, lấy số tiền ấy, đi làm buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến, gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian dài, ông chủ đến tính sổ với đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm ra sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp: Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Qua giáo huấn hôm nay, Chúa Giê-xu nhắc nhở mỗi người rằng trung tín là một đức tính cần thiết cho mọi người, dù ở bất cứ địa vị nào, trong bất cứ công việc nào. Nếu mỗi người biết tín trung trong ơn gọi và sứ vụ, bậc sống và nhiệm vụ của mình, chắc hẳn cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao. Là người mục tử chăm lo cho đàn chiên, người mục tử phải tín trung trong trách nhiệm và sứ vụ, như chu toàn bổn phận của mình trong kinh nguyện và tín trung trong cam kết. Có như thế, đàn chiên mới có thể được chăm sóc và tận tụy một cách tốt lành. Là người cha, người mẹ gương mẫu trong gia đình, người ấy phải biết tín trung trong cam kết hôn nhân và chu toàn trách nhiệm trong việc làm ăn và nuôi dạy con cái. Sự lười biếng trong bổn phận và thất tín trong cam kết sẽ làm cho hạnh phúc gia đình đi xuống và có thể đưa đến đổ vỡ. Là con ngoan, hiền, hiếu thảo, người ấy phải biết tín trung trong bổn phận của người con, luôn yêu mến và kính trọng cha mẹ mình, biết cộng tác với cha mẹ trong mọi việc, có thể gầy dựng và kiến tạo gia đình hạnh phúc. Lạy Chúa, xin thêm ơn ban sức và sự tín trung cho chúng con, để chúng con biết làm trọn bổn phận và trách nhiệm theo bậc sống và ơn gọi của mình, nhằm kiến tạo hạnh phúc cho chúng con và cho mọi người. Amen.